Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Bọn chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau và thay đổi liên tục để che giấu hành vi phạm tội. Sử dụng xe cá nhân để vận chuyển ma túy núp bóng dưới hình thức là đi du lịch trá hình. Ngụy trang vào bao tải hàng, cất giấu vào thùng xe khách để vận chuyển từ các tỉnh miền núi giáp biên giới, chuyên chở đi tiêu thụ. Hay thủ đoạn lợi dụng dịch vụ chuyển hàng qua xe ô tô khách để vận chuyển ma túy. Cho dù là thủ đoạn nào đi chăng nữa, thì tội phạm ma túy cũng khó có thể qua mặt được cơ quan chức năng. Thế nhưng bọn chúng vẫn bất chấp tất cả, mặc dù cái giá phải trả cho hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy là rất nghiêm khắc. Tháng 9 năm 2022, như thường lệ, một nhà xe chạy tuyến liên tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội sau khi đã đủ khách chuẩn bị xuất phát thì có khách hàng đến gửi hai thùng hàng. Một thùng gửi về khu vực Ninh Nhất, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và một thùng gửi về khu vực gần Bixi, si Nam Định. Khi đến vị trí trên, người khách đó dặn số điện thoại người nhận đã ghi trên thùng hàng. Tuy nhiên, đã có tình tiết bất ngờ xảy ra, hé lộ về một ổ nhóm tội phạm mua bán vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Thông tin trên ngay lập tức được báo cáo lên đồng chí Nguyễn Ngọc Quýnh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Thái Bình. Có một cái nhà xe trên đường chạy từ Nghệ An ra Thái Bình tới thành phố Ninh Bình, điểm đầu của đường cao tốc Ninh Bình Hà Nội, thì có hai đối tượng, một nam một nữ, đã nhờ nhà xe chuyển hộ hai thùng hàng theo cái địa chỉ là số trên thùng hàng, số địa chỉ điện thoại, số người trước khi đến địa điểm cần giao hàng thì gọi xe theo cái số trên cái bao hàng thì sẽ có người ra nhận. Khi nhà xe đi đến gần đoạn đường ở khu vực Ninh Bình theo lời dặn của vị khách gửi hàng, nhà xe đã gọi điện thoại cho người nhận theo số đã ghi trên thùng hàng. Nhà xe khi đến ngã ba đường từ Ninh Bình về Nam Định tới ngã ba rẽ vào Yên Nam Định thì nhà xe có gửi xuống một thùng hàng theo đúng địa chỉ của người gửi. Đến khi gần về tới Bixi Nam Định là điểm nhận giao nhận thứ hai, thì khi gần tới Bixi Nam Định thì nhà xe có gọi theo cái số của trên bao hàng thì một người ở đầu trên số điện thoại đó là tại Lào Cai nói rằng là nhầm số điện thoại rồi, tôi không có hàng, nhận hàng nào khác. Alo ạ, tôi ở nhà xe đây anh ơi. Hiện tại là anh có cái thùng hàng được gửi về Nam Định hay hiện tại anh đang ở vị trí nào để em thôi? Anh ở Lào Cai ạ? Vâng, xin anh nhé, nhầm máy không? Alo ạ? Anh ơi, cái trên tiền hàng nó có ghi cái số điện thoại, đúng cái số điện thoại của anh rồi, trên tiền hàng kia rồi. Sao ạ? Vâng, tôi xin lỗi anh nhé. Alo, anh ơi, trên tiền hàng của anh thì đúng số điện thoại này của anh rồi, không thể nhầm được. Alo ạ, bây giờ tôi không biết nhá, tôi sẽ để lại thôi, không nhận thôi nhá. Và nhà xe gọi đến 3 lần thì người ở Lào Cai vẫn nói là anh nhầm. Tôi là người ở Lào Cai, không có buôn bán, không có giao dịch với ai và cũng không có hàng gì, hàng quà gì. Thế và sau khi nhà xe chờ khoảng 15 phút thì không thấy ai điện lại. Sau nhiều lần gọi điện thoại cho người nhận nhưng không được, người gửi hàng cũng không để lại số điện thoại. Vì vậy nhà xe không biết phải liên lạc với ai để giao thùng hàng trên. Nhà xe đã mang thùng hàng về kho chờ chủ nhân của thùng hàng gọi lại hoặc người gửi sẽ liên lạc lại. Khoảng vài ngày sau, có một người đàn ông đã liên lạc lại với nhà xe xin được nhận lại thùng hàng. Đây là cái thùng hàng ấy, có anh gửi thì không có người nhận, tôi chuyển vào trong kho rồi.
Không, bây giờ nguyên tắc là hàng người ta cho vào kho rồi, muốn lấy ra khỏi kho thì phải chứng minh được cái đấy là chủ hàng, ông là người gửi hàng, ông là người nhận hàng. Trước khi mà gửi hai gói hàng tại Ninh Bình thì đối tượng gửi hàng chỉ xin số máy của nhà xe mà không cho cái số máy của người gửi gói hàng, và chỉ biết là người nhận là ghi trên hai gói hàng như nói ở trên. Thế thì sau khi mà tại Bixi Nam Định không liên lạc được thì sau khoảng gần 20 phút thì có số máy lạ nói đến là số máy trên gói hàng tại Bixi là sai số 6 và số 5. Tức là số đó là số 5 thì ghi là số 6. Cho nên đề nghị nhà xe quay lại để trả lại gói hàng trên tại khu vực Bixi. Tuy nhiên sau nhiều ngày vẫn không thấy người đàn ông đã liên lạc với nhà xe mang căn cước công dân đến nhận hàng như quy định của nhà xe. Nhận thấy có điều mờ ám xung quanh thùng hàng kia, nhân viên lưu kho cùng với nhân viên nhà xe đã cùng nhau kiểm tra gói hàng và quay video lại làm căn cứ. Sau khi gói hàng được mở ra, đúng như dự đoán, trong thùng hàng chứa đầy những gói, trong đó có nhiều viên màu hồng giống như là một dạng ma túy tổng hợp. Nhận thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng vượt quá quyền hạn của mình, nhân viên nhà xe đã trình báo với cơ quan chức năng. Và các anh em bên xe khách thì có một cái thùng hàng, thì gọi cho người nhận cho địa chỉ này thì người ta bảo là người ta ở Lào Cai. Thì khi mà em kiểm tra nghi ngờ ra thì trong phát hiện là người đó một số vật nghi của là ma túy, nên trình bày cho các anh. Nhận dạng thì người ta đeo khẩu trang kín, nhưng em chưa nhận rõ được mặt. Đây là một cái gói hàng nghi là ma túy thì đồng chí chỉ đạo là nếu đã nghi là ma túy là không được giao nhận, không được giao cho các đối tượng khác mà phải chuyển về để giao nộp cho cơ quan công an. Ngay sau khi nắm bắt được nội dung sự việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo với Ban Giám đốc. Những viên thuốc màu hồng trong thùng hàng được đưa đi giám định và cơ quan điều tra đã kết luận đó chính là ma túy tổng hợp. Thùng hàng chứa ma túy ngay sau đó được niêm phong nhập kho theo đúng quy định của pháp luật. Thời điểm này, đối tượng chủ hàng vẫn chưa biết sự việc đã bại lộ. Vì vậy, đối tượng có thể sẽ đến lấy hàng ở khu vực kho lưu trữ hàng thất lạc hoặc ít nhất cũng sẽ đến để thăm dò. Một tổ công tác được hóa trang mật phục tại khu vực kho hàng để theo dõi xác định đối tượng là chủ thực sự của thùng hàng. Trong trường hợp nếu đối tượng đến nhận thùng hàng thì sẽ tổ chức bắt giữ ngay lập tức. Tổ trinh sát ở phía bên ngoài để hỗ trợ cái lực lượng khi hóa trang mật phục bên trong. Sau khi một số giờ thì thấy một số có một hai đối tượng nghi vấn, thấy có những cái điểm mà khác thường đi lại và hỏi cái địa điểm kho. Qua nhiều ngày vẫn không thấy ai đến nhận hàng, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã bỏ hàng. Nhóm trinh sát bám theo đôi nam nữ đã xác định được hai người này chỉ là thế thân, có một người đàn ông lạ mặt đứng ngoài đường thuê hai người này đi qua đi lại và báo cáo lại tình hình hoạt động của kho lưu trữ hàng thất lạc, và họ không hề biết về nhân thân lai lịch của người đàn ông kia. Thông tin này đã được cơ quan điều tra xác thực. Nhận định đây là một đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép hoạt động liên tỉnh. Người đàn ông gửi hàng chưa rõ nhân thân lai lịch đã gửi đi hai thùng hàng, một thùng gửi về xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, có một người đàn ông nhận thành công. Còn thùng hàng thứ hai gửi về Nam Định thì không thành công. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã lập chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy này. Manh mối để điều tra đường dây ma túy chính là số điện thoại ghi trên thùng hàng thứ nhất
và số điện thoại ghi trên thùng hàng thứ hai đã bị nhầm một con số 5 với con số 6 ở hàng thứ ba từ dưới lên, cùng với số điện thoại của người đàn ông gọi điện đến nhà xe để hỏi lấy hàng. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan điều tra xác minh ba số điện thoại này đều không còn sử dụng được nữa. Các đối tượng có lẽ đã sử dụng SIM rác. Vì vậy, manh mối điều tra đã đi vào ngõ cụt. Từ cái số điện thoại mà nhà xe cung cấp, đối tượng gọi lại là nhầm số 6 và số 5. Thế bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã đưa đánh sâu, cùng với công tác nghiệp vụ đã đưa hóa trang mật phục và đánh sâu vào để nắm bắt cái đường dây ổ nhóm của đối tượng hoạt động tại Ninh Bình và Ý Yên Nam Định. Thì qua công tác điều tra cơ bản, rồi sự phối hợp giữa công an Ninh Bình, công an Nam Định, chúng tôi đã làm rõ được cái ổ nhóm liên quan đến hoạt động đến mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Bằng những thông tin ít ỏi, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với công an tỉnh Ninh Bình khoanh vùng xác minh một đối tượng làm nghề lái xe taxi, cũng hay nhận hàng chuyển phát qua xe khách. Và đặc biệt, đối tượng này chuyên bán lẻ ma túy cho các dân chơi và con nghiện. Đối tượng có tên đầy đủ là Bùi Hữu Điều, sinh năm 1994, ở thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Về nhân thân lai lịch của Điều thì tên đầy đủ là Bùi Hữu Điều, sinh năm 1994, nhà thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. Điều thì nhà chỉ có một con một thôi, nhà hoàn cảnh rất khó khăn. Và quá trình ở xã thì qua xác minh thì Điều không có biểu hiện bất minh gì cả, lái xe taxi này. Rồi là trước đây là còn làm bí thư chi bộ thôn Ích Duệ, bí thư đoàn thanh niên. Nên là về các chính sách và các quy định của địa phương là Điều rất chấp hành. Khi tôi sang xác minh mà biểu hiện liên quan ma túy thì chính quyền địa phương cũng rất là giật mình, bởi vì là ở địa phương thì Điều không có biểu hiện hoạt động gì cả. Nhưng tuy nhiên thì nên Điều lại thường xuyên hoạt động không ở địa phương mà là hoạt động bên Ninh Bình và đi các tỉnh lân cận, nhưng không hoạt động mặt buôn bán ma túy ở địa phương, nên là địa phương không nắm được. Quá trình theo dõi, cơ quan điều tra nhận thấy khách hàng của Điều thường là khách quen. Trong số đó cũng có những người có mối quan hệ với nhóm đối tượng nghiện ma túy ở địa bàn lân cận. Công việc tự do nên trong quá trình chạy xe taxi, Điều vẫn có thể bán lẻ ma túy khi các dân chơi và đối tượng nghiện có nhu cầu. Trong cái đường dây này có đối tượng là Nguyễn Văn Điều, là đối tượng thường chạy taxi, lái taxi và thường xuyên đi giao ma túy ở bên tỉnh Thái Bình, sẵn sàng ma túy để trên xe. Cứ khi có khách gọi là Điều sẵn sàng phi từ Ninh Bình sang Thái Bình cầm cho khách ở bên Thái Bình. Song song với tổ công tác ở Ninh Bình, một tổ công tác khác cũng đã phối hợp với công an tỉnh Nam Định xác định một đối tượng nghi vấn có nhiều hoạt động mờ ám ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Người dân ở đây từng thấy đối tượng thường có nhiều mối quan hệ với các đối tượng nghiện ở địa phương và một số địa bàn lân cận. Sau khi chúng tôi tiếp nhận được cái nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, thì trinh sát chúng tôi cử trinh sát để tiến hành tổ chức xác minh và xác định là có cái đối tượng người Nam Định, Ý Yên Nam Định là muốn vận chuyển số lượng ma túy lớn về bóc lối các đối tượng tiêu thụ ma túy ở Thái Bình để đưa ma túy về Thái Bình tiêu thụ. Thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo để xác lập chuyên án đấu tranh. Thì sau khi xác lập chuyên án và đấu tranh thì chúng tôi áp dụng tất cả các cái biện pháp nghiệp vụ và huy động các lực lượng đơn vị tham gia và xác định được là cái đối tượng chủ mưu cầm đầu là đối tượng Trương Duy Giáp, là người Ý Yên Nam Định. Trương Duy Giáp sinh năm 1985 ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đối tượng từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều tra về đối tượng Trương Duy Giáp, cơ quan điều tra phát hiện Giáp không phải là đối tượng bán lẻ ma túy thông thường, mà mỗi lần Giáp giao dịch thì số lượng thường phải tính đến hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Đối tượng Giáp này thì là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, đặc biệt nhất là đối tượng vừa đi 14 năm án tù về tội ma túy. Thì
Sau khi mà chúng tôi trinh sát và xác minh thì phát hiện đối tượng này là nơi ở thường trú ở thị trấn Lâm, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Thì đối tượng này có rất nhiều cái mối quan hệ với những các cái đối tượng mà hoạt động về ma túy. Đối tượng này là một là mới đi tù về và hai là hiện tại là không có công ăn việc làm. Vừa bất minh về các mối quan hệ liên quan đến các đối tượng ma túy, rồi là bất minh về kinh tế, bởi vì đối tượng không có công ăn việc làm nhưng mà vẫn có kinh tế, có tiền để tiêu pha. Một điều đáng chú ý là khi bám sát di biến động của đối tượng Trương Duy Giáp và Bùi Hữu Điều, cơ quan điều tra phát hiện hai đối tượng này cùng thường xuyên trao đổi với một người phụ nữ trên không gian mạng và cả hai đều có dấu hiệu mua bán ma túy từ người phụ nữ này. Người này không xuất đầu lộ diện, chỉ trao đổi với các đối tượng thông qua các tài khoản ảo. Chúng tôi cũng có đặt câu hỏi là đối tượng này ngoài đối tượng Giáp này ra thì còn đối tượng nào ở phía sau là cung cấp cái nguồn ma túy cho Giáp để Giáp hoạt động. Thì qua quá trình trinh sát và xác minh và chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian là cho cử cán bộ chiến sĩ sang trực tiếp bên địa bàn thị trấn Lâm, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định để mà bám sát cái đối tượng và rà soát trên cái khu vực địa bàn mà đối tượng Giáp này sinh sống, là có xuất hiện là đối tượng Phạm Thị Thùy là cũng người ở thị trấn Lâm, nhưng mà đối tượng Thùy là cũng là đối tượng là rất là hoạt động rất là tinh vi, tức là không thường xuyên xuất hiện mà chỉ đạo bằng điện thoại và đặc biệt là Zalo và Facebook. Thì đối tượng sử dụng cái phương tiện được trên không gian mạng để mà điều hành các cái hoạt động của nhóm đối tượng trong đường dây. Qua xác minh, đối tượng nữ này có tên là Phạm Thị Thùy, sinh năm 1995, ở tổ dân phố số 7, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thời điểm này, Thùy không có mặt tại địa phương, không ai biết đối tượng ở đâu. Đối tượng Trương Văn Giáp thì cấu kết với đối tượng Thùy là chính và hoạt động ở hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định. Thế và với cái phương thức thủ đoạn là đối tượng thuê rất nhiều cái khu vực trọ để cất giấu cái ma túy. Thế và ngay tại Ninh Bình thì đối tượng đã thuê tới ba nhà trọ. Và tại Y Yên Nam Định đối tượng cũng thuê hai nhà trọ để bình phong cái núp bóng để che giấu cái hoạt động phạm tội của đối tượng. Thế và đặc biệt nữa là đối tượng dùng chính cái chủ của nhà trọ là đối tượng Điều tại thành phố Ninh Bình. Đối tượng này là vừa là lái taxi, cho thuê nhà trọ và lái taxi và cũng lại điều hành là phân phát nhỏ ma túy tại Ninh Bình và Y Nam Định cho các đối tượng mua nhỏ lẻ. Cuối tháng 10 năm 2022, cơ quan điều tra phát hiện Trương Duy Giáp có dấu hiệu chuẩn bị hàng mang đến địa phận tỉnh Thái Bình. Nhận định đây là thời cơ triệt phá ổ nhóm buôn bán vận chuyển ma túy này, cơ quan điều tra quyết định phá án. Khi phát hiện đối tượng sẽ thuê xe taxi từ Y Yên Nam Định sang Thái Bình để giao cho khách, thì chúng ta có phân theo các cái mũi. Một là cái mũi hoa tiêu ở bên địa phận tỉnh Nam Định. Cái thứ hai nữa là cái mũi là cái điểm bắt. Cái điểm bắt thì báo cáo ông chí là sau khi mà cái mũi hoa tiêu sẽ phát hiện cái đối tượng đến cái địa điểm bắt thì chúng ta sẽ tập trung là bắt giữ. Tại thời điểm này, tổ công tác theo dõi đối tượng Điều cũng đề xuất phương án bắt đối tượng này vì trên xe đối tượng lúc nào cũng sẵn có ma túy. Kế hoạch là cả hai mũi công tác sẽ cùng hành động.
về cái thứ nhất là về cái thời gian vận chuyển, căn cứ thứ nhất về thời gian vận chuyển, thứ hai nữa là địa điểm và cái cung đường vận chuyển, cũng như là cái phương thức vận chuyển của đối tượng. Đấy, thì đối tượng thì thường đi ô tô, thế nên là để chọn cái thời điểm mà để bắt nó thích hợp nhất và nó là cái địa điểm phù hợp nhất thì chúng tôi đưa ra rất nhiều các phương án, nhưng mà cái phương án tối ưu nhất thì chúng tôi chọn cái phương án là trên cái đoạn đường để dễ chặn bắt đối tượng. Các đối tượng mà móc nối nhau thì đối tượng thường là giao dịch theo một một và giao tiền, giao hàng. Thì do đó nên là khi mà chúng tôi sử dụng các cái biện pháp nghiệp vụ và nắm bắt được cái thông tin là đối tượng Giáp sẽ lấy cái nguồn hàng từ đối tượng Thùy, cũng là người Ý Yên Nam Định, và vận chuyển sang Thái Bình tiêu thụ. Thì chúng tôi đã dùng các cái biện pháp nghiệp vụ và xác định được thời điểm, thời gian đối tượng đưa ma túy sang Thái Bình tiêu thụ. Chúng tôi đã chỉ đạo huy động, báo cáo lãnh đạo công an tỉnh và chỉ đạo huy động các lực lượng là phối hợp, trong đó là chặn bắt, đưa ra các phương án, và phương án tối ưu nhất là chúng tôi đã chặn bắt đối tượng trên trên đường đối tượng đang vận chuyển ma túy sang Thái Bình để tiêu thụ. Khi mà xe của đối tượng, xác định xe đối tượng đi qua cầu Tân Đệ để sang tới đất Thái Bình, thì chọn cái địa điểm hợp lý thì chúng tôi đã tiến hành tổ chức là kết hợp với cảnh sát giao thông là ngăn đường và dùng các cái phương tiện vận tải lớn để chặn và bắt quả tang. Ngày 2 tháng 11 năm 2022, xe của Trương Duy Giáp di chuyển trên quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, theo đúng như dự định của cơ quan điều tra. Mười ba giờ ngày 2 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã bắt quả tang thành công đối tượng Trương Duy Giáp khi đang vận chuyển một hộp các tông màu cam chứa một túi ni lông màu đen, bên trong có 2.000 viên ma túy tổng hợp, tổng khối lượng là 1,03 kg. Cùng lúc này, tổ công tác thứ hai cũng lên kế hoạch bắt giữ Bùi Hữu Điều. Xác định đối tượng đã đón khách tại Ninh Bình, các trinh sát bám theo xe, chờ thời cơ thuận lợi khống chế đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho người dân và hành khách đang đi trên xe, tổ công tác quyết định hành động khi đối tượng trả khách. Tổng số lượng ma túy thu giữ được của Trương Duy Giáp là 1,03 kg ma túy dạng ketamin và ma túy tổng hợp dạng viên hồng. Ma túy thu được của Bùi Hữu Điều là 5,4 gram ma túy dạng ketamin và ma túy tổng hợp. Người đàn ông bị bắt cùng với đối tượng Trương Duy Giáp được xác định là lái xe thuê cho đối tượng và không liên quan đến hành vi phạm pháp của Trương Duy Giáp. Sau khi bắt đối tượng và đấu tranh thì đối tượng khai ra là cái nguồn hàng là đối tượng lấy của đối tượng Thùy, người Nam Định, và vận chuyển sang Thái Bình tiêu thụ và cái hưởng cái chênh lệch về giá. Điều thì chủ yếu thì lấy hàng của Thùy, nhưng mà Điều thì chủ yếu là bán lẻ khi khách mua lẻ, ví dụ vài viên ma túy tổng hợp. Hoặc đấy thì Điều sẽ lấy và theo cái sự chỉ đạo của các đối tượng là mang đi giao cho khách mua lẻ. Còn và thường thì cũng là vận chuyển đưa đón cái số đối tượng Thùy hay là đối tượng Giáp đi giao ma túy với cái số lượng lớn. Khám xét tại phòng trọ của Phạm Thị Thùy, cơ quan điều tra thu giữ 1,1 kg ma túy tổng hợp.
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình phát đi lệnh truy nã Phạm Thị Thùy trên toàn quốc về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với Trương Duy Giáp, 5 năm tù đối với Bùi Hữu Điều. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, là hình phạt thích đáng cho những kẻ cố tình gieo rắc cái chết trắng cho xã hội.